Xin chào năm cho anh em, chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh Hai Đại Tộc Shonen, nơi tôi và các anh em lại cùng nhau tiếp tục khám phá những nhân vật mạnh mẽ, bá đạo trên từng hạt gạo trong series Baki. Nhân một ngày trời xanh mây trắng, nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, Hai Đại Tộc Shonen xin trân trọng giới thiệu với các anh em đệ nhất kiếm sĩ samurai huyền thoại Musashi Miyamoto. Vậy vị kiếm sĩ huyền thoại này có gì thú vị? Sức mạnh của ông kinh khủng như thế nào? Hãy cùng tôi đồng hành trong video của ngày hôm nay nha! Một, thân phận và hoàn cảnh xuất hiện. Musashi Miyamoto là một nhân vật trong series Baki của tác giả Itagaki Keisuke. Ông là một kiếm sĩ có biệt danh độc cô cầu bại trong giới samurai Nhật Bản vì ông trên kèo mọi đối thủ, chưa bao giờ phải nếm trải cảm giác thua cuộc. Musashi sinh ra và lớn lên trong thời Azuchi Momoyama loạn lạc, khi các cuộc nội chiến diễn ra triền miên, các lãnh chúa thi nhau tranh giành quyền lực. Trên hành trình theo đuổi kiếm thuật để kiếm tìm sự giác ngộ, Musashi đã để lại cho đời nhiều câu danh ngôn bất hủ, và đặc biệt cuốn sách Ngũ Luân Thư luận về kiếm pháp và đạo của một kiếm sĩ đến nay vẫn luôn được mọi người nhắc đến. Những tưởng vị kiếm sĩ này sẽ được yên giấc ngàn thu, mối yên mà đẹp, mà an tâm rời bỏ trần thế. Thế quái nào sau mấy nghìn năm, xác của ông lại bị khai quật và trở thành nhân vật chính của kế hoạch nhân bản con người do nhà cái số 1 Nhật Bản, à nhầm, người điều hành đấu trường ngầm Tokugawa rót vốn khởi động. Từng là biểu tượng của sức mạnh, một huyền thoại được cả nước ca ngợi là anh hùng vĩ đại nhất của Nhật Bản, Musashi Miyamoto nay đã được hồi sinh vào thời kỳ hiện đại nhờ sự pha trộn giữa khoa học cực kỳ tiên tiến và phép gọi hồn theo hệ tâm linh. Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và những nhà khoa học đứng đầu thế giới ngày đêm nghiên cứu không ngơi nghỉ đã hoàn thành việc cấy ghép và nhân bản vị samurai huyền thoại. Quá trình gọi văn vẻ là thụ thai này chỉ kéo dài 11 tháng 10 ngày. Khác với quá trình lớn lên của người bình thường là từ một đứa trẻ, rồi thiếu niên, trưởng thành và sau đó già đi. Musashi được thụ tinh thành công một phát đã là 32 tuổi 6 tháng, nhảy vọt qua mấy giai đoạn, bước ngay vào độ tuổi U30. Nghe quá trình thì vô lý vãi lúa, nhưng tác giả đã xây dựng kiểu ảo ma Lazada Canada Nobita Lau Mascara của Shizuka, thì anh em chúng ta cứ tạm vứt vấn đề logic sang một bên đi, cho đỡ phải nghĩ nhiều. Dự án diễn ra đúng như kế hoạch, Musashi Miyamoto cũng đã được nhân bản từ mô của chính cơ thể ông. Nhưng có một điều mà các nhà khoa học không lường trước được, đó là điện não đồ vẫn chả phản ứng cái gì cả. Vì vậy mà một cuộc tranh cãi lại nổ ra. Ai cũng đưa ra ý kiến của riêng mình, nhưng lại chẳng thống nhất được quan điểm. Để tránh cảnh lời qua tiếng lại, đấm đá nhau bảo vệ quan điểm của các nhà nghiên cứu, ông Tokugawa đã đưa ra một ý kiến, đó là nhờ chị gái của mình, một nhà tâm linh nổi tiếng giúp đỡ. Bà Sabuko Tokugawa đã truyền linh hồn của Musashi và bản sao trống rỗng đó, do đó mang lại cho ông những ký ức, kỹ năng và sức mạnh như trước đây. Ngay sau khi chấp nhận sự thật về sự hồi sinh của mình và nghe Tokugawa bày tỏ mong muốn sẽ được chứng kiến những trận chiến của mình, Musashi Miyamoto đã chuyển đến sống cùng ông Tokugawa trong một khoảng thời gian. Trong thời gian này, Musashi cũng nhận được rất nhiều lời mời chiến đấu từ nhiều võ sĩ nổi tiếng trên thế giới. Musashi Miyamoto cũng chả ngại gì vết bẩn mà chấp nhận những lời thách thức đó. Xuyên suốt toàn bộ phần thứ tư của series Baki, Musashi đã tham gia vào chiến dịch đẫm máu nhằm vào vô số các chiến binh. Trận chiến dai dẳng này chỉ bị dừng lại sau khi chị gái của Tokugawa, nhân lúc Musashi đang mải mê chiến đấu với Baki, mất cảnh giác mà giải phóng linh hồn của ông ra khỏi cơ thể nhân bản. Hiện tại, cơ thể nhân bản của Musashi được bảo quản an toàn trong chính phòng thí nghiệm mà ông được tạo ra. 2. Ngoại hình. Musashi Miyamoto là một người đàn ông cao to vạm vỡ với vô số vết sẹo trên cơ thể, và ông có cổ tai cực kỳ dày so với những người đàn ông có cùng kích thước. Musashi có một vết sẹo mới trên miệng sau trận chiến với Izo Motobe. Musashi sở hữu mái tóc đen dài ngang vai trông vô cùng hoang dã, nó tựa với phong cách của Yuujirou Hanma. Đôi mắt của ông trông gần giống với mắt mèo và ông có rất nhiều râu trên khuôn mặt. Khuôn mặt của ông giống như được lai giữa người với sư tử, nhất là khi ông ngồi nghiêng sang một bên. Khi được nhân bản thành công, ông mặc bộ trang phục màu xanh và đi dép waraji, một loại dép cỏ truyền thống mà các samurai vẫn thường xuyên sử dụng. 3. Đặc điểm tính cách. Musashi Miyamoto là một người cực kỳ thẳng thắn, có gì nói đó và không ngại thừa nhận những sự thật. Trong cuộc so tài võ thuật với Baki, Musashi đã thoải mái thừa nhận rằng nếu trong một trận chiến thực sự thì ông đã bị Baki giết. Ông cũng bảo ngay rằng đòn giáp của cậu rất mạnh nhưng nó vẫn không đủ tư cách trong nghệ thuật chiến tranh. Rồi thì khi được Tokugawa hỏi về cảm nghĩ sau khi đánh thắng Retsu Kaioh, Musashi đã thẳng thắn thừa nhận rằng nhìn từ bên ngoài có thể ông giành chiến thắng cực kỳ dễ dàng, nhưng các vết thương trên người ông không phải dối trá và chiến thắng đó không hề dễ một chút nào. Musashi cũng thừa nhận là ông đã sợ hãi khi Retsu đỡ kiếm của ông bằng nắm đấm. Không chỉ là một người thẳng thắn, Musashi ít nhiều hành động giống như một người đầy tham vọng, khao khát tạo nên danh tiếng và vinh quang mà ông từng có một lần nữa. Musashi mong muốn sẽ trở thành một ngôi sao sáng nhất và những con đường mà ông đi qua sẽ lại vang lên những lời khen, hệt như quá khứ huy hoàng khi xưa vậy. Không giống với bất kỳ võ sĩ nào khác, Musashi đơn độc và cách biệt về mặt tinh thần với phần còn lại của thế giới, thậm chí còn hơn cả bản thân Picker. Nó thể hiện ở việc Musashi không thể thích nghi với thời hiện đại. Ít ra Picker còn biết cải trang và có suy nghĩ không được đánh nhau nơi đông người cũng như giết hại những người vô tội. Nhưng Musashi thì ngược lại, suy nghĩ méo mó của samurai được thể hiện qua rất nhiều chi tiết. Điển hình như việc Musashi hầu như không quan tâm đến việc ông làm ai bị thương, chỉ cần là người phản đối những việc ông làm là ông lại sử dụng Imitation Cut hay là vết cắt ảo chém cơ thể người khác mà không cảm thấy có bất kỳ sự đồng cảm nào. Hay như việc nhiều lúc ông cũng chẳng thèm lắng nghe những lời nói của mọi người xung quanh. Cũng giống như Yuujirou Hanma, Musashi rất hiếm khi dốc toàn lực vào trận chiến, mà thay vào đó, ông chọn cách chế nhạo hầu hết các đối thủ của mình. Điều này vô tình làm nảy sinh sự căm ghét giữa các võ sĩ với ông. Các anh em thử tưởng tượng mà xem, mình thì chây vẩy đánh đấm, còn đối thủ thì cứ nhởn nhơ như không, thỉnh thoảng còn nhận xét cái này cái kia, cái này còn cay hơn cả nớt ấy chứ. Trong cuộc chiến với Picker, Musashi nói rằng sẽ trở nên rất buồn tẻ và nhàm chán khi kẻ thù hay đối thủ của ông bị hạ gục chỉ trong một đòn duy nhất. Nhưng đối với Picker thì khác, Musashi có thể tự tin khoe cá tính mà chém hắn ta bao nhiêu lần tùy thích, không phải phờ lo phờ lắng gì cả. Khi chiến đấu, Musashi sẽ tuân theo một quy tắc danh dự và chỉ đáp trả lại đối thủ bằng một mức độ tương đương, như kiểu cuộc sống như một điệu nhảy tango. Musashi lùi một bước thì đối thủ chỉ được phép tiến một bước, chứ mà tiến hai bước thì cứ xác định cầm chắc chiếc vé ngắm gà với ông bà. Nói đơn giản là bất cứ ai chiến đấu với ông theo kiểu 1 đối 1 thì Musashi sẽ tuân theo quy tắc đó. Nếu đối thủ của ông không sử dụng vũ lực gây chết người và không cố gắng giết ông thì Musashi cũng sẽ vui vẻ làm tương tự như vậy. Ông sẽ coi đó là một trận so tài, chỉ đánh bại đối thủ của mình mà không giết họ. Hai ví dụ điển hình chính là Doppo Orochi và Baki Hanma. Cả hai người chỉ muốn thách đấu với ông trong một trận chiến và hạ gục ông, chứ không có ý gì khác cả. Vì vậy, Musashi cũng chỉ đáp lại bằng cách hạ đo ván hai người mà thôi. Tuy nhiên, ông sẽ không khoan nhượng với những đối thủ tấn công có ý định giết hoặc gây tổn hại nghiêm trọng cho bản thân ông, vì ông sẽ coi đó là cuộc chiến chứ không phải cuộc thi. Nó tương tự như trong trận chiến với Retsu Kaioh, Musashi đã không ngần ngại mà thẳng tay chém chết Retsu. Musashi là một người thực sự đáng sợ với đối thủ của mình. Ông là một trong số ít những người có thể khiến Picker sợ hãi. Mặc dù đầu trận chiến, hắn đã coi ông như là một món ăn, nhưng đến cuối cùng lại phải xách quần chạy 8 hướng vì sợ hãi phong cách chiến đấu của ông. Picker đã coi ông như một con ong bắp cày khổng lồ, sinh vật duy nhất mà hắn sợ hãi. 4. Khả năng, sức mạnh. Musashi Miyamoto nổi tiếng với kỹ năng kiếm thuật của mình. Ông là người tạo ra Niten Ichiryu, hay còn gọi là trường phái sử dụng song kiếm. Kỹ năng sử dụng kiếm thuật của ông đã đạt đến trình độ thượng thừa. Ở tuổi 17, Musashi vẫn thường chiến đấu với tư cách là đội quân một người và hầu như giành chiến thắng trong các trận chiến mà không hề hấn gì. Khi 58 tuổi, Musashi vẫn bất bại và có thể sử dụng kiếm tưởng tượng để chém. Chính vì vậy, ngay cả khi không có kiếm, Musashi vẫn có khả năng chém bằng chính đôi tay của mình. Ông có thể mô phỏng một đòn kiếm mà không cần di chuyển một inch, với độ chính xác đến mức những người bị ông tấn công có thể cảm thấy lưỡi kiếm không tồn tại cắt xuyên qua cơ thể họ và cảm thấy nó tồn tại y như thật. Với sức mạnh siêu phàm của mình, ông còn có thể chém Picker và để lại những vết hằn trên cơ thể hắn, và nắm lấy chân của Baki rồi vung vẩy cậu như một thanh kiếm thực sự. Không có kiếm mà đã bá đạo như vậy rồi. Khi cầm kiếm trên tay thì Musashi chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, gấp đôi canxi như sữa pha mi. Musashi có thể chống lại Seoli của Retsu Kaioh và giết anh ta bằng một nhát chém vào bụng. Không chỉ vậy, ông còn có thể cắt xuyên qua 8 cơ thể, 6 đôi tay và còn có thể chém được thêm 6 cây cột sống nữa. Musashi có thể chém lá rơi làm 4 mảnh, thậm chí có thể chém đôi chiếc lông vũ đang trao liệng trên không trung. Khi cầm kiếm trên tay, ông dễ dàng chém đôi những vật cản, cả người lẫn khiên của cơ động, giáp chống đạn của cảnh sát, trang phục của SDF, tất cả chẳng khác gì chém đậu hũ cả. Ngay đến cả Picker cũng bị Musashi chém cho tơi bời hoa lá và ông cũng cắt đứt được sợi xích của Motobe. Không những vậy, Musashi còn gây ra vết thương cho chính Hanma Yuujirou. Musashi Miyamoto sở hữu sức mạnh vô cùng to lớn. Ông có thể vung kiếm với lực mạnh đến nỗi làm phá hủy hoàn toàn một thanh kiếm đã được sử dụng hơn 60 năm. Musashi cũng dùng tay không để nghiền nát những cây tre và bẻ gãy cây côn cửu khúc của Retsu Kaioh. Musashi khỏe đến mức có thể nâng Baki Hanma và Retsu Kaioh nặng hơn 100 kg chỉ bằng một tay một cách dễ dàng và dùng kiếm hất được sinh vật mạnh nhất trái đất Yuujirou Hanma. Bên cạnh đó, Musashi còn là một người vô cùng bền bỉ và là người chơi hệ tanh cơ cực kỳ xuất sắc. Dù cho bị Yuujirou đá vào hạ bộ, tôi ở trên Hà Nội vẫn còn nghe thấy kêu, nhưng Musashi vẫn có thể đứng dậy và tiếp tục chiến đấu. Trong trận chiến với Retsu Kaioh, Musashi đã phải chịu vô số đòn đánh khác nhau. Retsu còn phóng đất cát vào mặt của ông với uy lực lớn, thậm chí có một mảnh đá còn trúng cả vào mắt. nhưng Musashi còn chả thèm chớp mắt lấy một cái. Những đòn đánh mà Retsu gây ra cho ông hầu như chẳng gây được ảnh hưởng gì. Hay như khi chiến đấu với Picker, ông vẫn có thể chịu đựng được những đòn tấn công mà người đàn ông đến từ kỷ Jura gây ra, thậm chí vẫn còn sống nhăn răng sau cú đấm khiến ông dính vào tường. Musashi Miyamoto còn là một người nhanh nhẹn, linh hoạt và có tốc độ phản xạ nhanh đến đáng sợ. Ông có khả năng vượt qua các phương tiện hay rút ngắn khoảng cách với đối thủ trong chớp mắt và khiến họ bất ngờ không thể nhìn thấy. Trên thực tế, Musashi nhanh đến mức ông có thể tạo ra một dư ảnh hoặc giống như Yuujirou biến mất khỏi nơi này và xuất hiện ở nơi khác. Như thể đó là một loại dịch chuyển tức thời. Ngoài ra, Musashi còn là một trong những người sở hữu phản xạ nhanh nhất trong series Baki. Ông có thể né tránh và bắt lấy shuriken, thậm chí là chém đôi nó giữa không trung, phản đòn nhanh đến nỗi đối thủ chưa kịp định hình đã bị tước mất vũ khí và tránh được những cú đá từ những võ sĩ nhanh nhất như Baki. Không những vậy, Musashi còn sử dụng được skill dùng đũa gắp ruồi, chuẩn xác kẹp lấy nó và nhanh chóng xé cánh của nó ra. Quả là một phản xạ đáng kinh ngạc. 5. Các kỹ thuật sử dụng. Kỹ thuật đầu tiên mà Musashi Miyamoto sử dụng là Imitation Cut. Mặc dù Musashi không tự mình đặt tên cho kỹ thuật này, nhưng Doppo Orochi đã gọi nó với cái tên Imitation Cut, hay chính là vết cắt ảo. Là một kiếm sĩ huyền thoại, Musashi Miyamoto có biệt tài không cần sử dụng bất kỳ một thanh kiếm nào cũng có thể chém người. Nhờ khả năng điều khiển giác quan đáng kinh ngạc của mình, Musashi có thể khiến đối thủ cảm thấy như chính cơ thể họ đang bị chém và khiến họ cảm thấy đau đớn. Vị samurai huyền thoại này thậm chí không cần phải động tay cũng có thể chém đôi đối thủ một cách trừu tượng. Mặc dù là bản thân vết cắt không tồn tại trên cơ thể thật, nhưng nó có thể làm tê liệt và đem lại cảm giác như một vết chém thực sự. Miyamoto Musashi lần đầu tiên sử dụng kỹ thuật này với Kyo Uchi Sabu, vị kiếm sĩ mạnh nhất thế giới hiện tại. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Musashi đã sử dụng Imitation Cut để chém Sabu tận 7 lần, khiến cho ông không thể phản kháng hay tránh được bất kỳ vết chém nào. Nhát thứ nhất vào mặt, nhát thứ hai ở cổ, nhát thứ ba chém xuyên qua toàn cơ thể, nhát thứ 4 bổ dọc cơ thể, nhát thứ 5 chém ngang người, nhát thứ 6 chém chéo toàn bộ cơ thể và nhát 7 chém qua phần ngực. Dù nó không gây ra bất kỳ dấu vết nào trên cơ thể thật, nhưng Sabu lại cảm thấy tê cứng khắp người, run sợ mà nói thật khủng khiếp. Baki Hanma cũng vinh dự được lĩnh hội kỹ thuật này trong một lần đến nhà ông Tokugawa. Với Imitation Cut, Musashi dễ dàng chém phần thân trên của Baki. Nó thật đến độ gây đau đớn cho anh, ngay cả khi trận chiến đã kết thúc. Trên đường trở về nhà, Baki vẫn cảm nhận được vết chém đó. Một khi ông đã sử dụng kỹ thuật này là auto trúng, chỉ trừ mỗi sinh vật mạnh nhất trái đất, Yuujirou Hanma. Kỹ thuật thứ hai mà Musashi Miyamoto sử dụng là Ultra High Level Sen no Sen, được sử dụng để chiến đấu với Baki Hanma. Ultra High Level Sen no Sen là một kỹ thuật tương tự như 0,5 giây vô thức. Tuy nhiên, 0,5 giây vô thức là hành động thực hiện một bước di chuyển cực kỳ nhanh trước khi bộ não của đối thủ có thời gian gửi tín hiệu để tự vệ. Còn Ultra High Level Sen no Sen là việc nhận tín hiệu thông báo về kế hoạch tấn công từ não của đối thủ và di chuyển trước khi đối thủ tấn công. Tóm cái chun quần lại thì đây là một kỹ năng phòng thủ để đọc ý định của đối thủ. Kỹ thuật mà tôi muốn đề cập kế tiếp được vị samurai huyền thoại này sử dụng chính là kỹ thuật chói, được ông sử dụng để đánh bại Kaioh Retsu. Khi sử dụng chiêu thức này, Musashi đã sử dụng dây đai để siết cổ đối thủ, rồi nhanh như chớp chói các bộ phận còn lại của cơ thể như cổ tay, cổ chân nhằm hạn chế tất cả các chuyển động của Kaioh Retsu, khiến anh ta không thể tự vệ hoặc di chuyển. Kỹ thuật thứ tư mang tên Shinken Shirahadori. Đây là một kỹ thuật chiến đấu đặc biệt và hiếm có. Người sử dụng kỹ thuật này sẽ đỡ nhát kiếm bằng lòng bàn tay, chặn và giữ vũ khí và phản công lại đối thủ với tốc độ nhanh chóng. Kỹ thuật này hơi khó để thực hiện vì người sử dụng sẽ phải tập trung tối đa để chặn lưỡi kiếm trong lòng bàn tay của họ, nếu không sẽ gây ra những vết thương chí mạng. Musashi Miyamoto đã sử dụng kỹ thuật này để chống lại Baki Hanma. Video trên đây là tất tần tật những thông tin mà tôi tổng hợp được về đệ nhất kiếm sĩ, vị samurai huyền thoại Musashi Miyamoto. Nếu có gì sai sót, anh em nhớ comment ở bên dưới video nha. Còn nếu thấy hay, các anh em đừng quên cho Hai Đại Tộc Shonen một like, một đăng ký kênh để tránh bỏ lỡ những video hay và hấp dẫn nhé. Cảm ơn các anh em đã đồng hành cùng tôi trong suốt video của ngày hôm nay. Chúc các anh em một ngày học tập, làm việc cũng như lèo rành hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video kế tiếp. Anh em cho xin ít thời gian quảng cáo nhé. Hiện nay Hai Đại Tộc Shop đã có poster bìa manga của Baki, các kích thước A3, A4 siêu đẹp, siêu nét, lại còn không phai màu nữa, cho anh em tha hồ về sưu tầm hay dán trang trí phòng nhé. Chưa kể còn đang có chương trình ưu đãi mua 10 tặng 1 dành riêng cho sản phẩm poster Baki nữa. Ngoài ra, bên Hai Đại Tộc Shop còn có những sản phẩm như poster, khung kính, khung ảnh, khung mica in theo yêu cầu và rất nhiều sản phẩm hay ho khác. Anh em cùng vào Hai Đại Tộc Shop để khám phá thêm. Link tôi để dưới mô tả và ghim comment. Anh em ủng hộ nhé. Chúc anh em xem video vui vẻ.